Sáng nay, bão Vàm Cỏ đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm nay. Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 119,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 115 đến 135 km một giờ, giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật cấp 8 trở lên khoảng 250 km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên, khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 7 giờ ngày 13 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ vĩ Bắc, 115,2 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 360 km về phía đông đông nam sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 115 đến 135 km một giờ, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới là vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên là từ vị tuyến 13 đến 18 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 113 đến 120 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 7 giờ ngày 14 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,8 độ vĩ bắc, 111,3 độ kinh đông trên vùng biển phía tây nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức là từ 115 đến 135 km/h, giật cấp 15 trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Đến 7 giờ ngày 15 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 75 đến 100 km một giờ, giật cấp 13 trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.